quạt sưởi Sunhouse Halogen model SHD7005 ấy, thùng bảo hành 9 tháng 12 tháng à. Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân này, hình trang bóng halogen đấy, quạt sưởi bao bì sản phẩm này. Mở thùng có những anh sử dụng đây, đây quạt đây đó, tổng quan quạt nâng xuống được này, nâng lên một đoạn thôi, hạ xuống. Cảnh báo nhiệt độ cao không chạm vào. Bóng halogen. Quạt này mới mua nên biết sai có bên không? Công tắc hẹn giờ và nút rồi đó, đây là bạn bắt mở xuống hao để thử à, thử bắn xem, bắn lên xem nha. À, sáng chưa? Nóng ra luôn. Quả đây dùng có mùa đông ấy. Sưởi ấm phù hợp với thời tiết miền Bắc, miền Nam chắc không cần nghe quán này. Đó, bóng đèn đấy. Đây chế độ xoay, còn chế độ dừng là một chỗ này. Đấy, nó đứng một chỗ luôn. Đây. Bấm nút này, đây, quay qua bên này. Quay qua bên này, là đứng một chỗ thôi này. Đó, nó dừng. Nóng quá. Đây. À, quạt này có chức năng chế độ là tự tắt khi mình làm đổ quạt, không biết đúng hay không, mới nghe quảng cáo chưa sử dụng, mới lấy hàng về. Đấy. Quạt này bảo hành 1 đời 1 trong vòng 1 năm nha.